Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng, kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Trung Cộng đã đồng ý ngồi lại với nhau để nói chuyện vào hôm thứ Bảy giờ địa phương tại Bali, tức là nơi nghỉ mát nổi tiếng của Indonesia, nơi mà có một cuộc hội nghị của 20 quốc gia đứng đầu, dẫn đầu nền kinh tế trên thế giới. Ngoại trưởng của Trung Cộng, ông Vương Nghị cho báo chí biết rằng Trung Cộng và Hoa Kỳ là hai cường quốc, do đó điều cần thiết là hai nước này phải duy trì một sự trao đổi bình thường trước khi mà ông Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken bên cạnh cái cuộc hội nghị của nhóm 20 quốc gia cường quốc. Trong khi đó thì ông Blinken nói rằng cái mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nó rất là phức tạp, và dĩ nhiên nó có nhiều cái vấn đề phải cần phải trình bày. Hiện nay thì cái mối liên lạc giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nó rất là lạnh nhạt, như chúng ta cũng đã biết. Đặc biệt nhất là Hoa Kỳ muốn Trung Cộng không có hà hơi tiếp sức cho Nga Xô trong cái cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Trong khi đó thì ông Biden cũng không có muốn cái vấn đề tranh chấp với Trung Cộng nó kéo dài từ thời kỳ ông Trump, và người ta nói rằng người ta tiên đoán rằng có thể trong một thời gian ngắn chính quyền của ông Biden sẽ bỏ cái thuế quan mà ông Trump đặt để lên trên Trung Cộng, các cái cục hàng xuất cảng từ Trung Cộng vào Mỹ, và ngay chính những người cầm đầu cái chính sách mậu dịch của ông Biden cũng đồng ý rằng là cái chính sách của ông Trump là một cái chính sách hợp lý, là bởi vì cần phải làm áp lực với Trung Cộng để Trung Cộng có thể thi hành một cái chính sách mậu dịch tương đối đàng hoàng, chứ không có tính cách làm giống như là manipulate đồng tiền rồi phá giá rồi nhập để mà và đồng thời giới hạn cái việc hàng hóa Mỹ được nhập cảng vào trong Trung Quốc, và chính quyền Trung Cộng ép buộc các cái công ty của Mỹ mà muốn làm ăn ở tại Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ vân vân. Xoay. Vâng, trong cái cuộc họp của G20 ở Indonesia đó, thì bên ngoài cái cuộc bên lề cuộc họp đó thì chúng ta thấy có thể có những cái cuộc gặp nhau giữa các cái ngoại trưởng của các quốc gia riêng lẻ với nhau. Chẳng hạn lần này chúng ta thấy là ông Vương Nghị với lại ông Blinken đã gặp nhau, và dĩ nhiên là những cái điều gì mà hai bên trao đổi với nhau mà chúng ta báo chí nói thì chúng ta biết, còn những cái trao đổi bí mật với nhau đó ở trong đó thì chúng ta cũng không biết như thế nào, bởi vì cái đó người ta cũng đâu có nói ra. Tuy nhiên cái mối tương giao giữa Trung Cộng và bên Mỹ đó, nó có nhiều những cái rắc rối phức tạp. Cái rắc rối đầu tiên đấy là Mỹ muốn Trung Cộng không có hà hơi tiếp sức cho Nga trong cái việc Nga đánh với Ukraine, và trong khi mà Mỹ cũng như các quốc gia Tây phương đang kiếm cách để mà bóp nghẹt cái nền kinh tế của Nga, thì Trung Cộng vẫn và cũng như Ấn Độ vẫn mua dầu của Nga với lại cái sự trao đổi qua cái đồng nhân dân tệ. Cái điều này cũng là một trong những cái dây nhức nhối cho Hoa Kỳ, bởi vì khi mà mua bằng trao đổi bằng nhân dân tệ thì điều đó có nghĩa là làm cho cái đồng Mỹ Kim nó sẽ giảm giá trị đi, và cái đồng nhân dân tệ sẽ tăng cái giá trị của đồng nhân dân tệ, cho nên đòi hỏi Trung Cộng không hà hơi tiếp sức.
với lại Nga, thì điều này cũng là một cái vấn đề nhức nhối cho cả hai phía, rất là khó khăn. Cái điểm thứ hai nữa là về vấn đề chúng ta gọi là hàng hóa của Trung Cộng nhập vào Mỹ đó, thì từ thời kỳ Tổng thống Donald Trump đánh thuế cao những hàng của Trung Cộng, thành ra khi mà hàng Trung Cộng vào Hoa Kỳ đắt, cho nên và đồng thời thì những cái nhà đầu tư bản tư sản, những người đầu tư ở Trung Cộng, người ta rút ra khỏi Trung Cộng để có thể đem vào Hoa Kỳ tăng công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Và cái điều này đối với lại mọi người đều nhìn thấy là cái việc đó là của ông Trump là đúng. Cho nên bây giờ mà đặt Trung Cộng đòi hỏi, hay là Mỹ cũng muốn bỏ cái thuế quan đánh cho các hàng Trung Cộng để mà làm giảm giá hàng cho người dân Mỹ, thì điều này đối với một số người dân Mỹ mua hàng thì người ta phải đúng, nhưng mà đối với lại cái việc mà làm sao để mà gia tăng cái công an việc làm của Hoa Kỳ, thì đó cũng là một cái mà những người mà nghĩ tới sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ thấy cái đó cũng là đúng thôi. Và người ta nói rằng là trong cái cuộc gặp gỡ này, đây là cái cuộc gặp gỡ lần thứ 5 của ông Blinken đối với các cái viên chức nhà nước của Trung Cộng. Và người ta cũng nói là cái cuộc gặp gỡ này nó cũng chuẩn bị mở màn để cho ông Biden và ông Tập Cận Bình có thể nói chuyện trở lại qua điện thoại. Dĩ nhiên là hai nước sẽ không gặp nhau. Nhưng mà bên cạnh đó thì vì có cái hội nghị của nhóm 20 này, trong đó có cả nước Nga luôn. Vì vậy cho nên Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov, Sực thị Lavrov đã tới viếng thăm Việt Nam. Và nó tạo nên một cái chuyện là gọi là ở trên các cái mạng xã hội nói rằng là kể từ khi mà Nga bị cấm vận, thành ra những cái viên chức cao cấp của Nga không có chỗ nào đi, thành ra buộc lòng phải đi tới Việt Nam để mà gặp mấy ông lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà trước đó thì Việt Nam cũng hy vọng rằng là ông Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken là sẽ ghé Việt Nam nhân cái cơ hội đi họp ở tại Bali này, từ đó bay qua con tiếng đồng hồ thôi. Và cái cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Mỹ với chính quyền Việt Nam, Cộng sản Việt Nam, nó sẽ mở đường để cho ông Biden đến viếng thăm Việt Nam. Đó là những cái lời tin đồn đãi, nhưng mà giờ chót thì có tin đồn là ông Ngoại trưởng Blinken đã hủy bỏ cái chuyến viếng thăm Việt Nam sau cái hội nghị G20 này. Lý do là Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện cái chính sách đu dây thôi, mà đu dây một cách quá đáng. Thực ra thì chúng ta thấy rằng cái cách làm của ông, của Mỹ dưới thời của ông Biden, nó không có, nó không hợp lý. Dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì biết rằng rõ ràng thời kỳ đó, biết rằng Việt Cộng sản Việt Nam cũng đi dây và đi với Trung Cộng nhiều, cho nên cái thời kỳ của ông Donald Trump ấy, là kéo Việt Cộng vào phía mình, và đồng thời cho Việt Cộng thấy rõ một điều là Mỹ mạnh đối với Trung Cộng, thành ra lúc đó Cộng sản Việt Nam tương đối có thể an tâm hơn. Tại vì nếu mà hướng về ông thầy Hoa Kỳ thì Trung Cộng cũng không dám làm gì. Lý do bởi vì ông Biden, ông Donald Trump lúc đó đang làm khốn đốn cho Trung Cộng trong suốt thời gian nhiệm kỳ của ông ấy. Vâng. Bây giờ trở sang cái vấn đề mà lâu nay chúng ta cũng biết tin tức nóng hổi là cái ông tỷ phú chế tạo xe Tesla, xe điện Tesla, là ông Elon Musk. Thì ngày cuối tuần vừa qua có những cái tin đồn là ông sẽ không có muốn tiếp tục mua cái công ty Twitter nữa. Và cái người đứng đầu của công ty Twitter nói rằng họ sẽ đi kiện ông Elon Musk. Trong một cái lá thư gửi cho công ty Twitter thì luật sư của phía bên công ty Tesla nói rằng là đại diện cho ông Elon Musk nói rằng là họ chấm dứt cái sự thỏa thuận, là bởi vì công ty Twitter đã không đưa
tất cả những cái tin tức mà liên hệ tới những cái account mà công ty Twitter làm giả, tức là PAM tạo ra nhiều cái công ty làm giả để mà gọi là pump up, tức là bơm cho cái công ty này nó có nhiều chương mục trở lên. Và vì lý do đó mà ông Musk đã từ chối, không muốn tiếp tục cái việc kết liễu cái vấn đề mua cái công ty Twitter này thôi. Vâng, từ khi mà chúng thưa quý vị, khi mà quý vị thấy từ khi ông Elon Musk bỏ tay vô để muốn nói rằng muốn thu tóm công ty Twitter, thì ông phải nghĩ thế nào, làm thế nào để công ty Twitter bán với cái giá nó hợp lý hơn, chứ không phải là bán với giá như bình thường. Mà muốn như thế thì phải cho người ta nhìn thấy là cái công ty Twitter nó thực sự nó không có giá cao, như không có giá trị như là từ trước nay nó vẫn nói, bằng cớ là bây giờ đây này nó có những cái account giả như thế này để làm cho bao nhiêu người đi vào trong cái cơ quan Twitter, thực sự cái số lượng người không nhiều như thế. Tất cả những cái điều này khi mà ông Elon Musk ông ấy nói rằng ông mua, tất nhiên ông phải biết và ông phải tìm hiểu, và những người trong đó sẽ cung cấp cho ông ấy. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng cái công ty Twitter gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì bây giờ có kiện ông Elon Musk nữa thì những cái chuyện mà gian lận ở trong đó đâu có, đối với tòa đâu có thể chối được. Và như thế là đúng rồi, và khi mà gian lận như thế thì cái thân chủ của tôi có quyền không mua. Vậy thì bây giờ muốn thân chủ tôi mua thì phải bán với giá rẻ hơn. Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy là ông Elon Musk xứng đáng là một thương gia có kinh nghiệm về mua bán. Vâng. Và kính thưa quý vị, một cái vấn đề nữa mà cũng liên hệ tới vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Người ta nói rằng, một số các cái chuyên viên nói rằng cái vấn đề đại dịch COVID lâu nay nó đã kéo dài và ai cũng không có muốn nghe tới, mỗi lần nói tới COVID-19 là thiên hạ nghe mà chán. Nhưng mà không thể nào mà không nói lên được là bởi vì người ta nói hiện nay cái biến thể AB5 nó đang hoành hành ở nước Mỹ trở lại, và tới cái mùa thu này có thể cái tình trạng COVID nó có thể sẽ bùng phát trở lại. Một cái vấn đề khác nữa là hiện nay các cái chuyên viên về kinh tế người ta rất lấy làm lo ngại là cái tình trạng đại dịch COVID nó sẽ làm ảnh hưởng nặng nề tới cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Có nghĩa là có những người trước đây đã bị bệnh COVID và bây giờ họ bị cái gọi là cái hiệu chứng, tức là cái hậu quả của cái COVID vẫn còn ở trong con người của người ta, khiến cho những người này lên tới con số cũng tương đối khá lớn, là bị những cái bệnh chẳng hạn như về vấn đề bệnh tim, bệnh phổi, tiểu đường, vân vân. Và những cái việc là họ vẫn cảm thấy rằng là tim đập mạnh, hay họ vẫn cảm thấy là thỉnh thoảng họ vẫn khó thở, họ có những cái triệu chứng, mà những cái triệu chứng đó nó không phải là do cái cơn bệnh bình thường nó gây ra, mà nó là do cái cơn vấn đề COVID gây ra. Và khi những người và cái hậu chứng này người ta gọi là the long COVID, tức là cái COVID kéo dài. Và những cái chứng bệnh, những cái hiệu ứng này nó khiến cho nhiều người không đi làm, nghỉ việc, nằm ở nhà, và cái dĩ nhiên cái điều đó nó gây ra tổn phí rất nhiều cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là cho cái vấn đề về Medicare, tức là những người lớn tuổi đang hưởng thụ tiền hưu bổng qua cái chương trình Medicare. Cũng một cái điều may mắn là cho tới giờ phút này cái Medicare nó không bị khủng hoảng nhiều, là vì trong thời gian 2 năm qua cái vấn đề đại dịch COVID xảy ra, cái số người lớn tuổi đã từ trần rất là nhiều, và cái điều đó khiến cho cái ngân khoản trả tiền cho những người già nó được giảm đi, và do đó cái vấn đề trả tiền cho người già, hưu bổng người già nó không bị ảnh hưởng nhờ vào trong cái tình trạng COVID rồi. Vâng, nghĩa là cái COVID nó làm cho cái Medicare nó cũng đỡ được phần. Và không bị sập tỷ số không? Vâng. Và nó vẫn còn kéo dài cho tới 2035, tức là còn thêm được 13 năm nữa.
Vâng, nói là thêm được như thế cho nên để cho quý vị yên an tâm, bởi vì từ trước nay thì chúng ta vẫn nghe nói rằng đe dọa là cái Medicare trong tương lai nó sẽ không còn nữa hoặc là nó giảm đi. Thực ra cái điều cái đó chúng ta nói là một chuyện, nhưng mà không một chính phủ nào muốn để cái Medicare sập tiệm cả, bởi vì khi Medicare sập tiệm ấy, tất nhiên là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó lụn bại và chính phủ sẽ không thể nào được dân tín nhiệm nữa, cho nên chính phủ nào cũng vậy, phải ráng làm thế nào để cho cái hệ thống đó nó tồn tại. Có thể nó giảm đi thôi nhưng mà nó không bao giờ mất. Đó là cái điểm mà chúng ta cứ an tâm khi mà cái tuổi già mỗi ngày một lớn lên, không đáng lo ngại đâu thưa quý vị. Và sau cùng thưa quý vị, hồi cuối tuần hôm thứ sáu, Tổng thống Biden đã ký một cái sắc lệnh hành pháp để gọi là yểm trợ cái quyền phá thai của người dân Mỹ sau 2 tuần lễ khi mà tối cao pháp viện đã hủy bỏ cái đạo luật Roe and Wade, là cái đạo luật cho phép phá thai. Bây giờ thì cái việc mà cho phép phá thai hay cấm phá thai là nó tùy thuộc vào quốc hội của tiểu bang, và phần lớn một số các cái tiểu bang thì người ta cấm phá thai. Do đó ông Biden vì chịu cái áp lực của những cái nhóm mà phá thai từ trước tới giờ đã được lãnh trợ cấp của chính quyền liên bang, cho nên ngày hôm thứ sáu vừa qua ông đã ký một cái sắc lệnh hành pháp để mà hỗ trợ cho cái việc tiếp cận, tức là những ai muốn phá thai thì cũng có thể có được những cái dịch vụ phá thai ở tại một số các cái tiểu bang. Tuy nhiên người ta không biết rằng liệu cái luật theo hành pháp này nó có được áp dụng rộng rãi hay không, là bởi vì nó có thể bị các cái tổ chức tôn giáo hay là những cái tổ chức mà chống phá thai người ta đưa ra tòa, và tòa có quyền ngăn cái sắc lệnh hành pháp của ông Biden thưa anh. Vâng, thưa quý vị, khi mà ông Biden cho gọi là yểm trợ tài chính cho những cái việc phá thai đó, thì cái điều này chúng ta gọi thấy là nó bằng thừa, bởi vì lý do khi mà đưa ra, khi mà tối cao phân viện trả lại cái quyền về cho các tiểu bang và tùy theo nhà làm luật các tiểu bang cho phép phá thai đến mức độ nào, và ở trong như thế là tiểu bang đó đã có tiền để trả cho cái đó rồi, cho nên ông Biden cũng không thể nào ông dùng tiền để ông chi vào các tiểu bang. Cái điều đó nó có thể đưa ra tòa và ông Biden có thể thua cái này. Vâng, kính thưa quý vị, cho tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây.